Là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc quận Bình Tân có diện tích khoảng 45 hectare. Bên cạnh những tệ nạn, nghiện ngập, hút chích, mại dâm xảy ra xung quanh khu vực thì không thể nào thiếu những lời đồn đại rùng rợn khiến nhiều người phải khiếp vía. Tại khu đất chôn cất ở Bình Hưng Hòa có hai cái hồ rất lớn. Một hồ nước nằm ở sát đường Bình Long ngày nay, còn một hồ nước khác nằm ngay trong khuôn viên giữa nghĩa trang. Có nhiều người xưa đặt tên cho cái hồ ở nghĩa trang này là Hồ Ông Phủ. Nhiều người cũng cho rằng Hồ Ông Phủ là nơi xuất hiện nhiều lời đồn ma quỷ nhất trong nghĩa trang. Trong đó, có lẽ lời đồn khiến nhiều người khiếp hãi nhất là lời đồn về bài hát cải lương đáng sợ. Có nhiều lời đồn khá ly kỳ. Lúc trước, có một cô gái 16 tuổi là con của một ông quan Tây giàu có, nổi tiếng ở vùng Bình Chánh, thuộc đất Bình Hưng Hòa ngày nay. Cô này rất mê ca hát, đặc biệt là hát cải lương, và sau đó đã đem lòng yêu một chàng trai trong đoàn hát cải lương nổi tiếng thời xưa. Do không muốn con gái mình yêu một chàng trai hát rong, nên bố cô gái đã lên tiếng can ngăn và bắt chàng trai đi quân dịch. Chàng trai đi quân dịch được vài tháng, thì cô gái nhận được thông tin người thương đã tử nạn ngoài chiến trường. Ôm lòng uất hận, cô gái đã tìm đến Hồ Ông Phủ để kết liễu cuộc đời mình. Mãi đến 6 ngày sau, gia đình mới tìm thấy xác cô gái nổi lên trên mặt hồ. Về sau, trong những đêm rằm, người ta vẫn thấy một cô gái mặc đồ trắng đứng hát cải lương bên hồ. Tiếng hát văng vẳng, vang ra tận khu dân cư gần đó, khiến cho nhiều người ám ảnh vô cùng. Người ta tin rằng đó chính là cô gái năm xưa mang nỗi niềm uất hận. Khi những lời đồn ma mị ngày càng nhiều, thì một số người dân sống xung quanh đã mời sư thầy nổi tiếng về tụng kinh. Một điều kỳ lạ là khi các vị sư đến, chuẩn bị làm lễ cúng ở khu nghĩa trang này, thì bất ngờ các lư hương đều tắt liệm và không thể cháy lại được. Điều này càng khiến mọi người ám ảnh hơn. Sau đó, có một người trong vùng đã đi nhờ một vị sư sống ẩn cư ở vùng Bảy Núi An Giang về tụng kinh. Sau khi làm lễ xong, vị sư này đã dặn, nơi đây nhiều oan hồn không siêu thoát, quấy phá rất nhiều. Nếu muốn vùng đất này yên bình và không còn người đến đây tự tử nữa, thì phải rước một bức tượng Phật về thờ, trấn giữ cho nơi này, bà con mới yên ổn làm ăn được. Nghe lời của vị sư, bà con trong vùng đã bàn nhau thỉnh một bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát về để đặt trong nghĩa trang. Lúc đầu, khi mới đưa tượng Phật về, thì mọi người định đặt tượng ở phía ngoài cổng nghĩa trang. Tuy nhiên, lúc này cả mấy chục thanh niên trai tráng không sao bê tượng xuống nổi. Một người già thấy vậy mới bảo rằng, Bồ Tát không muốn đặt tượng ở đây nên cứ đẩy xe đưa Bồ Tát đi vòng quanh nghĩa trang, đúng nơi nào dựng lại thì đó là nơi Bồ Tát chọn. Thế là mọi người đẩy xe đi vòng quanh nghĩa trang. Khi xe thỉnh Bồ Tát đến một ngã tư trong nghĩa trang thì bỗng dưng xe vấp cục đá đứng lại. Và mọi người đến đưa tượng Bồ Tát xuống thì thấy rất nhẹ nhàng. Mọi người tin rằng Bồ Tát chọn đặt mình ở vị trí ngã tư trong nghĩa trang để trấn giữ yên bình cho nghĩa trang này. Ở mảnh đất này, chuyện sống chung với người chết đã là quá đỗi bình thường. Nhưng nỗi ám ảnh nhất với người dân nơi đây là những vụ tự sát bí ẩn thường rất đau đớn vật vã. Cách đây nhiều năm, có một người đàn ông đến đây tự sát. Ông nằm chết trên một ngôi mộ, ngực bị hai nhát đâm, tay chân thì cháy đen. Sau khi vào cuộc điều tra, công an cho biết nạn nhân đã dùng dao tự đâm hai nhát vào người rồi tiếp tục dùng xăng để đốt cháy chân tay mình cho đến chết. Có trường hợp kinh khủng hơn, một người bán nhang sợ đến chết ngất khi va phải xác một người đàn ông treo lơ lửng trên ngôi mộ lớn ngay cạnh con đường mòn dẫn xuyên qua nghĩa trang. Khi phát hiện thì người đàn ông này đã chết từ trước đó khá lâu và cho đến nay người dân vẫn chưa rõ danh tính. Theo những người dân trong vùng, mặc dù chính quyền địa phương cũng thống kê số người tự tử tại khu vực này, tuy nhiên thực tế những vụ tự sát còn cao hơn vậy. Chỉ có một điều khá giống nhau giữa những vụ tự tử ở đây là nạn nhân thường chọn cho mình những cái chết chẳng nhẹ nhàng chút nào. Họ là những người gặp bế tắc trong cuộc sống, nợ nần, buồn chuyện gia đình, tình yêu. Đa số những vụ chết chóc này đều được báo lên cơ quan chức năng, nhưng kết cục điều tra thế nào thì đến nay những người dân ở đó cũng chưa hề biết và cũng chẳng thấy thân nhân nào đến để hỏi thăm nhận xác.
Tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa còn có một nơi lưu giữ tro cốt và những thi thể vô danh. Đây là nơi tiến hành các thủ tục khám nghiệm tử thi, bảo quản, bàn giao cho thân nhân, hỏa thiêu, lưu trữ tro cốt của gần như tất cả xác chết vô danh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Có hai container lớn chứa những hũ bọc tro cốt. Chiếc container phía trong dùng lưu trữ những bộ hài cốt vô danh từ những nguồn khác nhau, được bọc trong các túi ni lông xếp chồng lên nhau. Ngay trước đó là một container khác chứa những hũ tro cốt của nhóm mộ vô danh thuộc một góc của Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa đã được bốc và hỏa thiêu phục vụ cho việc di dời. Trên mỗi hũ đều có ghi vài dòng thông tin sơ sài về giới tính, thời gian và địa điểm thu nhặt xác. Những câu chuyện ma quái linh thiêng được nhiều người theo dệt rất nhiều xung quanh Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Nhưng có một sự thật là hiện tại có rất nhiều người dân đang sống trong lòng khu nghĩa địa này. Có người còn cho rằng, ai chứ tôi chẳng tin mấy chuyện ma quỷ. Những người vào đây tự tử thì chỉ do cuộc sống bế tắc thế nào đó thôi. Làm gì có chuyện ma quỷ nào dẫn lối vào đây. Ban đêm tôi cũng hay đi qua đó nhưng chưa bao giờ thấy hiện tượng nào bất thường. Một đồn 10, 10 đồn trăm nên Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa trở thành một nơi chứa đựng nhiều điều bí ẩn khiến ai nấy đều sợ hãi. Tuy nhiên, nơi đây vẫn là nơi chui ra chui vào của những gia đình nghèo khó. Họ vẫn sống, vẫn sinh hoạt hàng ngày như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lưu Bá Ôn là chiến lược gia có tiếng tăm lừng lẫy của Chu Nguyên Chương, hoàng đế khai quốc thời nhà Minh Trung Quốc. Dân chúng Trung Quốc thời đó thường nói rằng, xưa có Gia Cát Lượng, nay có Lưu Bá Ôn. Điều này cho thấy tài hoa và mưu lược của Lưu Bá Ôn được xếp số một thời Minh. Sau khi đi theo Chu Nguyên Chương vào lúc 50 tuổi, Lưu Bá Ôn đã lần lượt giúp Chu Nguyên Chương loại bỏ các đối thủ Trần Hữu Lượng và Trương Sĩ Thành. Tuy nhiên khi nắm được Giang Sơn, đoạt được thiên hạ, Chu Nguyên Chương lại bắt đầu ra sức tàn sát công thần. Chỉ riêng vụ án Hồ Duy Dung đã liên lụy đến hàng vạn quan lại trong triều. Lưu Bá Ôn, người đứng đầu sóng ngọn gió khi đó, đã dứt khoát lựa chọn giả từ sự nghiệp khi còn đang ở đỉnh vinh quang. Điều này mới có thể giúp Lưu Bá Ôn giữ được tính mạng của mình. Sau khi về ở ẩn, Lưu Bá Ôn đã ghi chép lại những tư tưởng, suy nghĩ của mình trong quá trình tham gia các cuộc chiến tranh, đưa vào trong cuốn binh thư có tên là Bách Chiến Kỳ Mưu, tạm dịch nôm na là những mưu kế kỳ diệu trong 100 cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, là người có khả năng thần cơ diệu toán, Lưu Bá Ôn biết rằng Chu Nguyên Chương ông vua có lòng nghi kỵ rất nặng, chắc chắn sẽ cử người đến hỏi thăm tâm hơi của cuốn sách này. Lưu Bá Ôn biết rằng nếu ông giấu kín cho mình cuốn sách này thì sẽ trở thành họa sát thân và sẽ hại cả gia đình ông. Sau đó, Lưu Bá Ôn đã tìm được một cơ hội đốt cuốn binh thư Bách Chiến Kỳ Mưu này trước mặt mọi người. Ông hy vọng qua đó để lấy được sự tin cậy từ Chu Nguyên Chương và những người khác trong triều. Trước khi lâm chung, Lưu Bá Ôn đã gửi một cuốn sách mang tên Úc Ly Tử và một bức thư cho Chu Nguyên Chương. Trong thư, Lưu Bá Ôn nói mình trước đây viết cuốn Bách Chiến Kỳ Mưu là để giúp cho Chân Long Thiên Tử Chu Nguyên Chương đánh thiên hạ. Giờ đây, thiên hạ đã quốc thái dân an, đốt đi cuốn sách đó cũng là để thiên hạ muôn dân xem xét. Lưu Bá Ôn cho biết mình không muốn tiếp tục nhìn thấy thế gian trăm họ lầm than. Nhưng đối với Chu Nguyên Chương, người có tính đa nghi, thì tất cả những gì mà Lưu Bá Ôn nói đều là dối trá. Ông nhận định Lưu Bá Ôn nhất định đã giữ riêng cho mình, cho rằng cuốn binh thư Bách Chiến Kỳ Mưu đã giấu ở đâu đó trong nhà Lưu Bá Ôn. Cuối cùng, Chu Nguyên Chương đã điều cẩm y vệ võ nghệ cao cường lục soát toàn bộ nhà Lưu Bá Ôn, nhưng mãi mãi không tìm được tâm hơi cuốn binh thư Bách Chiến Kỳ Mưu. Điều kỳ lạ là năm cuối triều Minh, sau khi Sấm Vương Lý Tự Thành đánh tới Bắc Kinh, lại bất ngờ phát hiện ra trong bức thư và cuốn Úc Ly Tử mà Lưu Bá Ôn gửi cho Chu Nguyên Chương trước đây lại có vài trang nội dung lại chính là Bách Chiến Kỳ Mưu. Khi đó Lý Tự Thành chợt tỉnh ngộ cho rằng, khi đó Lưu Bá Ôn biết rằng sau khi mình chết đi, Chu Nguyên Chương sẽ không bỏ qua cho ông, nên Lưu Bá Ôn dứt khoát giấu nguyên bản của binh thư trong Úc Ly Tử. Do Lưu Bá Ôn biết rõ, nếu Chu Nguyên Chương thừa cơ hãm hại mình, thì Bách Chiến Kỳ Mưu mà ông từng gửi cho Chu Nguyên Chương trong cuốn sách này sẽ có thể chứng minh ông không có tư tâm mờ ám, đồng thời khiến cho Chu Nguyên Chương để lại ấn tượng thừa cơ hãm hại trước văn võ bá quan trong triều. Kế cuối cùng sinh thời của Lưu Bá Ôn, vài trăm năm không ai hiểu được.
cuối cùng đã bị một người nông dân mang tên Lý Tự Thành phá giải được một cách không chủ đích. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.